Chào các bạn, trong video trước mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn có thể độ chế được cái bo nguồn từ bo nguồn led driver này. Các bạn có thể làm giảm cái điện áp ngõ ra của cái nguồn led driver này bằng cách các bạn tháo bỏ cái con điện trở R2 chính là cái điện trở nối vào chân 2 của con IC8 chân này nha các bạn. Thì sau khi mình post video này lên á, thì rất nhiều bạn đã phản hồi tích cực. Các bạn đó nói chung là các bạn đã làm thành công. Tại vì nhà các bạn á có rất nhiều những cái bo nguồn led driver mà cái công suất cao quá. Ví dụ như cái đèn led bulb 30W hoặc là đèn tích led 8 các bạn. Những cái đèn này nè thì các bạn muốn độ chế lại để mà giảm cái công suất của cái bo nguồn led driver này, nhằm cung cấp cho những cái đèn led này như thế này các bạn. Led bulb là công suất 9W ha các bạn. Thì các bạn có thể độ chế y hệt như cách như mình ha, trong video trước á mình đã hướng dẫn các bạn. Rồi một vài bạn có comment trong video mình nó hỏi là có cách nào đó để mà làm tăng cái công suất. Mình giả sử nha, mấy đèn led bulb này á bên trong có nguồn led driver, người ta sử dụng nguồn led driver. Nhưng mà sau đó các bạn muốn lấy cái nguồn led driver này nè để mà tăng cái điện áp bio ngõ ra để cấp nguồn cho mấy cái đèn led hồ cá hoặc là mấy đèn led bulb như thế này, có được hay không? Thì mình trả lời là được, ok nha các bạn. Thì sau đây á, mình trong video này mình sẽ đi vào hai vấn đề chính. Thứ nhất á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn làm tăng cái công suất của bo nguồn led driver. Đây là các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm tăng cái công suất bo nguồn led driver này, làm cho từ cái đèn, mình giả sử như cái đèn led này nè có 9W mà các bạn cấp nguồn cho cái đèn led công suất lớn hơn khoảng 30W nha các bạn, 18W cũng được. Còn có cái phần thứ hai á, mình sẽ đi giải thích cho tại sao mà các bạn đo cái điện áp ngõ ra nguồn led driver này nó ra 315V nha các bạn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ tiến hành mình bắt tay làm nha các bạn. Thứ nhất á, cái cách mà tăng cái công suất cho bo nguồn led driver này á, bạn cầm trên tay, đây là một cái bo nguồn led driver bình thường nha. Mình giả sử mà các bạn không cần biết cái chân R2 nè, R2 là nối với cái con điện trở nào hoặc là bất kỳ giá trị nào, thì các bạn thứ nhất là một là các bạn có thể nối mát cái chân R2 nè, các bạn nối mát cho mình. Hai là các bạn gắn thêm một cái con điện trở 3 ohm cho mình vào chân này nha các bạn, vị trí này nha. Thì ở một số bo nguồn led driver, cái giá trị con điện trở R2 nó thay đổi nha các bạn. Nhiều khi nó 20kg hoặc là giá trị 10kg, hoặc là cái đó nó để chống. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn thêm cái con điện trở 3 ohm nha các bạn vào chân số 2 của con IC này để làm tăng cái công suất nè các bạn cho nguồn led driver. Cái công suất này tự tính như thế nào? Tính bằng B sẽ bằng U nhân Y nha các bạn. Thì lúc đó trong đó là dòng Y không đổi. Ở đây á các bạn, mình sẽ đi theo hướng là cái điện áp ra ngõ ra không tải á, thì mình sẽ làm tăng cái điện áp ngõ ra không tải nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình làm nha các bạn. Trước tiên á mình sẽ đo cái điện áp nè các bạn, trước khi thay đổi và sau khi thay đổi ha. Gắn thêm con điện trở 3 ohm cho mình. Mình sẽ đo điện áp trước nha các bạn. Mình giả sử mình có một cái bo nguồn led driver này, mình sẽ đo điện áp nó khoảng bao nhiêu nha các bạn. Các bạn cũng chuẩn bị cho một cái dây nguồn cho mình ha. Cái chắc nối nhanh đó các bạn. Ở đây mình sẽ đo đạt rồi mình ghi giá trị luôn nha các bạn. Còn dòng điện cái gì mình tính sao ha. Tại vì cái dòng tiêu chuẩn của nó là Y phải dưới khoảng 300mA nha các bạn. Rồi cái đồng hồ mình cũng đo điện áp bình thường ha. Mình sẽ bằng đại cái thang đo như 1000V DC. Thì các bạn cứ cặp, nói chung các bạn đo điện áp bình thường. Que đỏ thì các bạn vô chân dương ha, que đen thì các bạn vô chân âm của nguồn led driver, video ngõ ra nha các bạn.
Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình cấp điện nha các bạn. Đây mình sẽ cắm nguồn vô, mình sẽ đo coi điện áp mở ra nó khoảng bằng bao nhiêu nha các bạn. Rồi mình bắt đầu mình cắm điện vô nha các bạn. Mình giả sử nha, cái nguồn led driver này á là của cái đèn led bulb đi, led bulb công suất nhỏ hơn khoảng ví dụ là khoảng 9W thôi, nó thắp sáng cho toàn bộ bóng led nè các bạn, 9W ha. Ở đây mình đo được cái điện áp VL ngõ ra của nó các bạn là 37V nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình gắn thêm một con điện trở khoảng 3Ω và chân số 2 của nó nha các bạn. Đây mình sẽ tắt nguồn đi. Rồi mình cũng sẽ dùng một cái tua bích nha các bạn, hay một cái bút thử điện á, rồi các bạn quẹt hai chân nha, chậm cái tụ các bạn quẹt nha, các bạn thấy không, nó trong quá trình làm á thì cái tụ này nó tích điện nha các bạn, thì mình làm về mình xả điện để nó khỏi bị giật nha các bạn. Nói chung là cái điều cơ bản để các bạn khi mà các bạn thao tác sửa chữa cái bon led driver hay độ chế thì các bạn làm theo như mình là nói chung đảm bảo an toàn nha các bạn. Rồi tiếp theo đây á, các bạn tìm cho mình một con điện trở khoảng 3Ω nha các bạn. Đây mình có một con điện trở 3Ω. Các bạn lưu ý nha, các bạn gắn vô bằng keo giấy, tại vì cái con điện trở này á, nó rất nhỏ nha các bạn. Nên các bạn lưu ý khi mà làm cái linh kiện dán SMD này á. Mấy con linh kiện này khá nhỏ nha các bạn. Nếu mà không gắn bằng keo giấy vô nó dễ rớt, nó dễ thất lạc nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ dùng một cái đồng hồ mình đo. Đo coi cái giá trị điện trở khoảng bao nhiêu. Rồi đối với đồng hồ này á, mình đồng hồ số nha các bạn, mà mình vặn cái thang đo diode cũng được. Rồi các bạn quan sát cái bước mà mình thực hiện mình làm nha các bạn, đo bình thường thôi. Bật cái thang đo diode cho mình nha các bạn. Rồi các bạn thấy không, cái điện trở của nó là khoảng giá trị khoảng 3Ω nha các bạn. Vậy là ok ha. Mình sẽ tiến hành mình lấy cái con điện trở này mình gắn vào một cái bon led driver mà mình cần làm tăng cái công suất nha các bạn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ dùng khò mình hàn cho nhanh nha các bạn. Đây các bạn quan sát nè, đúng cái vị trí này nè. Đây vị trí này mình sẽ hàn con điện trở này vô. Mình sẽ cho một ít cái mỡ hàn. Rồi mình dùng khò mình bật lên nha các bạn, mình khò cho nhanh ha. Ở nhà các bạn không có máy khò thì các bạn có thể dùng mỏ hàn cũng được nha các bạn. Tại vì đây mình có máy khò, nói chung hàn chân cho nó đẹp. Chứ còn các bạn nếu mà dùng mỏ hàn thì cũng được. Trong video mới trước đó, mình có hướng dẫn các bạn là cái cách mà các bạn thay hay đổi giá trị linh kiện SMD bằng mỏ hàn này nha. Các bạn có thể xem tham khảo thêm nha. Đây mình sẽ tiến hành mình hàn cái con điện trở này vô. Rất nhanh nha các bạn. Nó chảy chì á. Rồi trường hợp mà các bạn cần thì các bạn đá chân một xíu. Rồi, vậy là xong nha các bạn. Tích tắc chưa được một phút nha các bạn. Khoảng tầm 30 giây là ok. Rồi các bạn thấy không? Đây là con điện trở mình mới vừa hàn vô nha các bạn. Cái giá trị của nó là khoảng 3Ω ha. Rồi, tiếp theo đây mình sẽ tiến hành mình đo điện áp với cường độ dòng điện của nó luôn nha các bạn.
coi nó có thay đổi như thế nào sau khi mình gắn thêm cái con điện trở 3 ohm vô cái chân số 2 của IC ha. Các bạn lưu ý cho mình nha, cái đây là cái phương pháp để mà các bạn độ chế từ cái bo nguồn led driver mà cái công suất nhỏ các bạn tăng lên cái công suất lớn hơn nha các bạn. Và sau đây các bạn cũng kẹp y như bữa lúc nãy cho mình, các bạn chuyển vào thân đo như 1000 cho mình ha, 1000 mono C. Các bạn kẹp cặp nguồn tương tự nha các bạn, không, nói chung không khác gì lúc nãy đó. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn nha các bạn. Cấp nguồn rồi coi cái giá trị, cái điện áp của nó thay đổi như thế nào. Trước khi mình thay đổi và sau khi thay đổi, lúc nãy á, mình cái điện áp của mình á, mình đo được khoảng cái giá trị là khoảng 37V nha các bạn, 37V nè. Cái điện áp không tải nha các bạn. Thì từ cái bao nguồn này nó power supply cấp nguồn cho những cái đèn led công suất nhỏ thôi. Giờ mình sẽ tăng cái điện áp lên ha. Tăng điện áp bỏ ra lên nha các bạn. Đây mình sẽ tiến hành đo. Rồi các bạn thấy không, sau khi mình cấp nguồn á, cái giá trị của nó tăng lên khá khủng nha các bạn. Nó tăng lên điện áp là khoảng 315V DC. Các bạn thấy không, lúc đầu á, mình đo được cái điện áp không tải là 37V thôi. Nhưng mà sau khi á, mình gắn thêm cái con điện trở 3Ω này vô nè, cái điện áp nó sẽ tăng lên khoảng 315V DC các bạn. Nè, U của mình là bằng 315V DC. Các bạn thấy nó tăng gấp mấy lần không? Sẽ gần gấp 10 lần luôn nha các bạn. Rồi khoảng 37V nè, con này 315V. Sau đây mình cũng sẽ tiến hành mình đo cái cường độ dòng điện coi cái ngõ ra Y này á, nó có thay đổi nhiều không nha các bạn. Tùy cái chuẩn của nó là Y á, nó sẽ dưới 300mA. Và sau đây mình sẽ tắt nguồn đi nha. Mình cũng chuyển qua cái thang đo ampe kế nha các bạn, đo cường độ dòng điện á, và mình đã thang đo nhân 10 ha. Tiếp theo mình sẽ đo cái giá trị Y này nó khoảng bao nhiêu nha các bạn, nó có nằm trong cái ngưỡng cho phép của nó khoảng 300mA thì mình sẽ bật nguồn lên. Rồi các bạn thấy không, cái giá trị Y của mình á là 290mA nha các bạn. Y nè, nó sẽ bằng 0,29A, là bằng 290mA nha các bạn, 290mA nè. Đây là cái giá trị mà nó nằm trong cái ngưỡng dưới 300mA nha các bạn. Nè, Y của mình á khoảng 29 nha các bạn, 290mA. Như vậy á là cái cách này á là sẽ hướng dẫn các bạn để tăng cái công suất cho cái bao nguồn led driver này. Ở đây các bạn có thể tính bằng cái công thức là B của mình đó bạn, bằng U nhân Y ha. U á các bạn thấy không, lúc đầu á cái công suất U của mình á, mình như giả sử cái này U1 nha các bạn, còn bên đây là U2 ha. Cái U2 sẽ lớn hơn U1 nha các bạn, là 315 nè, sẽ lớn 37V. Nên cái B của mình cũng thay đổi nha các bạn. B, ví dụ B này nó sẽ tăng lên, tại vì cái dòng điện của mình á lúc đầu sẽ không thay đổi. Cường độ dòng điện nè, nó lúc nào cũng bằng 290mA. Nhưng mà cái U1 trước khi mà mình thay đổi á các bạn, nó cái giá trị 37V thôi. Nhưng mà sau khi mình thay đổi, mình thêm cái con điện trở mắc 3Ω, mắc vào chân số 2 á, thì cái giá trị của mình 315V, là cái công suất của mình nó sẽ tăng lên rõ rệt luôn nha các bạn. Thì cái cách này á đã làm cho các bạn những cái đèn led mà công suất nhỏ, các bạn có thể tăng lên cái điện áp
Như vậy đây là bằng cái cách mà các bạn thêm một cái con điện trở 3 ohm nối vào cái chân số 2 hoặc là các bạn nối mát á, thì các bạn có thể làm tăng cái điện áp ngõ ra của bo nguồn led driver, đồng thời nó đi theo kèm theo là tăng cái công suất của nguồn led driver luôn nha các bạn. Đây là cái cách mà một số bo nguồn led driver khi mà các bạn đo điện áp á, nó là 315 ohm DC. Tại vì một số bạn á, những video trước các bạn có thêm theo dõi các bạn đo nó nè, các bạn hỏi tại sao á mà các bạn đo cái điện áp gõ ra cái nguồn bo nguồn led driver nó ra với chị là 315 ohm DC. Đây là cái sơ đồ của nó nha các bạn, là các bạn đo cái điện áp gõ ra nè của nguyên cái dãy led này nè, ra 315 ohm DC. Như vậy mình đã nói các bạn đó có thể là quan sát lại kỹ lại cái bo nguồn led driver coi cái giá trị điện trở, giống như giá trị nè, con điện trở R2 nè các bạn, nó có thay đổi không nha các bạn. Thì trong video này mình đã chứng minh cái cho các bạn thấy á, tại sao mà các bạn đo được cái điện áp ngõ ra khoảng 315 ohm DC. Nhưng mà các bạn kèm theo một điều lưu ý cho mình á, ở đây cái nguồn B cộng, nguồn B cộng chính là cái nguồn tụ C1 nè các bạn, sau điện áp mà sau chính lưu á, nó ra là lúc nào nó, cái điện áp này cũng lớn nhất nha các bạn. Cho dù các bạn mà đo cái điện áp mà cái nguồn gõ ra không tải VOUT á, đây điện áp này nè, nó tăng lên 315 ohm DC, là cái trôi, nói chung là trôi sau quá trình độ chế y như trong video này á, thì cái điện áp ngõ ra lúc nào B cộng cũng lớn hơn cái điện áp ngõ ra VOUT không tải nha các bạn. Tại vì cái điện áp ngõ ra chính sau chính lưu nè, nó là điện áp lớn nhất, nó cung cấp nguồn cho tất cả toàn bộ mạch. Thì nếu mà các bạn đo cái điện áp ngõ ra không tải á, nó lên 315 ohm DC, thì các bạn hỏi thử cái điện áp B cộng này lúc này nó lên bao nhiêu, vì lúc nào nó cũng lớn hơn 315 ohm DC. Thì sau đây mình sẽ tiến hành mình đo cái điện áp B cộng này luôn nha các bạn, coi có đúng theo cái quy trình này không. Mình cũng làm tương tự nha các bạn. Đây mình sẽ tắt nguồn đi, mình tắt nguồn rồi đồng thời mình chuyển qua cái thang đo điện áp như nãy nha. Các bạn bao chuyển cái thang đo 1000 ohm DC cho mình. Rồi mình sẽ tiến hành mình đo lại nha các bạn, mình bật nguồn lên nha. Mình nói hôm nay là cái điện áp của đây nè, bây giờ nó rơi khoảng là 315 ohm DC nha các bạn. Đây nè, 315 ohm DC, mình sẽ ghi 315 ohm DC, 315. Rồi sau đây mình sẽ đo cái điện áp mà sau đầu tụ, chính là điện áp chỉnh lưu á, coi điện áp nó ra nhiêu nha các bạn. Rồi các bạn tắt nguồn đi cho mình đi, cho nó an toàn ha. Các bạn tháo ra. Rồi tiếp theo đây mình sẽ tiến hành mình đo cái điện áp sau chỉnh lưu của cái trường hợp này nha các bạn. Rồi mình sẽ bật nguồn lên lại. Mình sẽ đo điện áp trên hai đầu tụ sau chỉnh lưu nha các bạn, coi nó ra khoảng bao nhiêu. Nè các bạn thấy không, cái điện áp của mình đo được là khoảng 325-326V nha các bạn. Đây là cái giá trị B cộng. Như vậy nó hoàn toàn là chứng tỏ là cái điều này luôn luôn đúng nha các bạn. Là cái điện áp á, sau chỉnh lưu B cộng á, của mình á, lúc nào cũng lớn hơn
là cái này là nó lên 326V, 326V. Còn cái này chỉ có 315 ohm DC thôi. Chứ nhiều bạn nói là ủa tại sao tôi đo được cái điện áp mà 315 ohm DC chính bằng cái điện áp V+, là hoàn toàn sai nha các bạn. Mình đã nói rồi, các điện áp mà sau chỉnh lưu á, lớp V+ á là cái nguồn lớn nhất. Lên lúc nào 326V á, nó sẽ lớn hơn 315 ohm DC. Là cái điện áp này điện áp phụ thôi, còn cái điện áp chính của nó hả các bạn, cái nguồn V+ là lúc nào để cho cái bao nguồn led driver này hoạt động á, cái nguồn V+ này lúc nào cũng phải, bắt buộc là phải có nha các bạn. Mà lúc nào cái bộ điện áp này á cũng lớn hơn cái điện áp V-out ngõ ra trong trường hợp không tải. Rồi, và là trong video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn tăng cái công suất cho bao nguồn led driver bằng cách các bạn gắn thêm cái con điện trở khoảng 3 ohm chơi vào cái chân số 2 của IC 8 chân. Đồng thời á, mình đã đi giải thích cho các bạn cái trường hợp mà tại sao các bạn đo cái điện áp ngõ ra cái nguồn led driver khoảng 315 ohm DC mà không phải cái giá trị nhỏ hơn nha các bạn, là do cũng như là do cái con điện trở này nó quyết định. Rồi, video đêm của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á, các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ tư vấn hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình nha. Chào các bạn.